Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Diệu Thanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn là chọn ra được những giờ tốt, ngày tốt và giờ tốt trong cái tháng 2 âm lịch để tốt cho việc gì? Việc đón dâu. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì ở trong video trước tôi đã chia sẻ cho quý vị và các bạn về cái những ngày tốt mà cách sử dụng quyển sách là ngày tốt toàn thư. Đấy, tìm cho quý vị những cái ngày tốt để cho quý vị đón dâu. Ngày tốt đón dâu thì nó có rất nhiều tiêu chí. Ngày tốt đón dâu có rất nhiều tiêu chí và bây giờ tôi sẽ chia sẻ đúng không? Đây nhá, quý vị xem. Đây, ngày tốt đón dâu thì nó có tận 37 tiêu chí. 37 tiêu chí để chọn ra được một cái ngày tốt đón dâu. Đấy. Và sau khi sử dụng quyển ngày tốt toàn thư thì chúng tôi sẽ chọn ra những ngày tốt sau. Đầu tiên là ngày 15 tháng 2, đó là ngày Kỷ Tỵ. Thứ hai là ngày 17 tháng 2 là ngày Tân Mùi. Thứ ba là ngày 20 tháng 2 là ngày Giáp Tuất. Thứ tư là ngày 25 tháng 2 là ngày Kỷ Mão. Và thứ sáu là ngày 29 tháng 2 là ngày Quý Mùi. Thì trong những ngày này thì những giờ nào là giờ tốt nhất thì tôi sẽ sử dụng cái bộ là ngày tốt toàn thư để tôi tìm ra những ngày tốt cho quý vị nhé. Tôi tìm ra giờ tốt cho quý vị làm việc cho được hanh thông thuận lợi. Đấy, thì chúng ta biết đầu tiên là chúng ta có ngày gì? Đầu tiên chúng ta có ngày Kỷ Tỵ. Chúng ta tìm ngày Kỷ Tỵ. Ngày Kỷ Tỵ thì nó khởi là khởi giờ Giáp Tý. Và ngày Kỷ Tỵ thì cái giờ Tý, giờ Sửu, giờ Dần. Tý Sửu Dần nó là giờ trung bình cát. Đấy. Giờ Mão nó là giờ xấu, ta không dùng. Giờ Thìn thì nó có tư mạng, nó cũng là giờ cát. Giờ Tỵ thì nó có nhật kiến, hiện có câu trần, nó cũng là giờ cát trung bình. Giờ Ngọ và giờ Mùi thì có nhật lộc, thanh long và phúc tinh ngọc đường, thì nó là giờ cát. Giờ Thân nó là giờ cát trung bình. Giờ Dậu cũng vậy, nó là giờ xấu. Giờ Tuất và giờ Hợi có, nó cũng là giờ cát trung bình. Đấy, thì trong cái ngày này này, trong cái ngày Kỷ Tỵ này thì giờ nào là giờ tốt nhất? Đấy, chúng ta cùng xét nhá. Chúng ta biết Đinh Kỷ thì lấy lộc tại Ngọ, đúng không ạ? Chúng ta có giờ Ngọ là giờ tốt đầu tiên. Ất Kỷ thiếu thử hầu đương lấy Tý và Thân làm quý nhân. Đấy, thì chúng ta có giờ tốt tiếp theo. Tỵ và Thân là lục hợp, đúng không ạ? Tỵ Dậu Sửu, Sửu này, Dậu này, Dậu số tao dùng là tam hợp. Đấy, như vậy là trong ngày Kỷ Tỵ ấy, thì chúng ta sẽ có những giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên là giờ Tý từ 20 giờ đến 1 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Giờ tốt thứ năm là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ tốt thứ sáu là giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Đó là những giờ tốt trong ngày Kỷ Tỵ, tức là ngày 15 tháng 2, nó là ngày gì? 17 tháng 3 dương lịch. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Mùi. Giờ Mùi thì trong cái ngày Mùi, ngày Tân Mùi nó khởi giờ là giờ gì? Giờ Mậu Tý, đúng không? Thì chúng ta có giờ Mậu Tý và Kỷ Sửu là hai giờ xấu tao dùng này. À, có Canh Dần và Tân Mão thì nó là 2 giờ tốt. Nhâm Thìn, giờ Thìn thì nó là giờ xấu này. Giờ Tỵ, giờ Ngọ, giờ Mùi. À, giờ Tỵ, giờ Ngọ, giờ Mùi nó là 3 giờ cát trung bình. Tỵ, Ngọ, Mùi là giờ cát trung bình. Giờ Thân thì nó có Hỷ Thần, có Tư Mệnh, đâm ra là nó sẽ là giờ cát. Giờ Dậu, giờ Tuất và giờ Hợi nó là 3 giờ tốt trung bình. Đấy. Chúng ta sẽ tìm giờ tốt nhất trong những khung giờ này. Thì đầu tiên chúng ta biết Tân thì lấy lộc lại Dậu, thì chia giờ Dậu là giờ tốt đầu tiên. Thứ hai lục Tân phùng Mã Hổ, đúng không ạ? Lấy Ngọ và Dần, Dần và Ngọ làm quý nhân. Có Ngọ Mùi là nhị hợp, Hợi Mão Mùi là tam hợp. Chúng ta có Mão này và Hợi là tam hợp. Đấy, như vậy là gì? Trong cái ngày 17 tháng 2 này, ngày Tân Mùi này, chúng ta sẽ có các khung giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Giờ tốt thứ hai là giờ Mão từ 5 đến 7 giờ sáng. Giờ tốt thứ ba là giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Giờ tốt thứ sáu là giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Và giờ tốt cuối cùng là giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Đó là những khung giờ tốt trong cái ngày Tân Mùi. Đấy. Tiếp theo chúng ta xét đến ngày Giáp Tuất, tức là ngày 20 tháng 2 âm lịch, nó là ngày 22 tháng 3 dương lịch. Ngày Giáp Tuất thì nó khởi là giờ Giáp Tý. Chúng ta có giờ Giáp Tý là giờ xấu, nó có thiên lao. Còn giờ thứ hai là giờ Sửu, nó có thiên ất, nhưng nó có, đồng thời có huyền vũ, thì nó có giờ cát trung bình. Giờ Dần thì có nhật lộc, có hỷ thần, nó giờ tốt. Giờ Mão và giờ Thìn nó là giờ cát trung bình. Giờ Tỵ thì nó có minh đường, nó là giờ cát. Giờ Ngọ là giờ xấu. Giờ Mùi, giờ Thân, giờ Dậu, giờ Tuất thì nó là giờ cát trung bình. Ngọ là giờ xấu này,
Mùi, Thân, Dậu, Tuất thì nó là giờ Cát trung bình. Và cuối cùng là giờ Hợi. Giờ Hợi nó có ngọc đường, nó không hung tinh, nó là giờ tốt. Vị trí trong ngày Giáp Tuất sẽ có giờ nào giờ tốt nhất đúng không ạ? Chúng ta biết Giáp thì lấy lộc tại Dần. Vị trí là giờ Dần là giờ tốt đầu tiên. Giáp Mậu Canh Nhâm Dương lấy Sửu Mùi Lòng Quý Nhân, Sửu và Mùi Lòng Quý Nhân. Đó là hai giờ tốt. Tiếp theo là Tuất và Mão là nhị hợp. Đấy, chúng ta có giờ Mão là giờ tốt. Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Dần này, Ngọ này, Ngọ là giờ xấu thông dùng rồi, là tam hợp. Đấy. Thì như vậy là trong cái ngày Giáp Tuất ngày 20 tháng 2 thì có các khung giờ tốt sau này. Giờ tốt đầu tiên là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ sáng. Giờ tốt thứ ba là giờ Mão từ 5 đến 7 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ năm là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Và giờ tốt cuối cùng là giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Đó là những cái khung giờ tốt trong cái ngày 20 tháng 2 ngày Giáp Tuất cho việc đoán dâu. Thì quý vị có thể lựa chọn ra cái khung giờ phù hợp để cho mình thực hiện công việc này cho được hành thông thuận lợi may mắn nhé. Tiếp đến chúng ta xét ngày Kỷ Mão. Ngày Kỷ Mão là ngày 25 tháng 2, tức là ngày 27 tháng 3 dương lịch. Đấy, thì có các khung giờ tốt sau. Chúng ta biết là ngày Kỷ Mão thì Kỷ được khởi giờ Giáp Tý. Giáp Tý thì có Thiên Ất, nó là giờ trung bình này. Thứ hai là giờ Sửu, nó là giờ xấu. Giờ Dần và giờ Mão. Giờ Dần giờ Mão thì nó là giờ Cát. Dần và Mão này là giờ tốt này. Tiếp theo là giờ Thìn là giờ xấu. Giờ Tỵ nó là giờ trung bình Cát. Giờ Ngọ. Giờ Ngọ và giờ Mùi nó là giờ Cát. Giờ Thân. Thân, Dậu và Tuất thì nó là giờ Cát trung bình. Và giờ Hợi thì nó có Huyền Vũ và có Bất Ngộ, nó là giờ xấu, tam dùng. Như vậy là gì? Trong ngày 25 tháng 2, tức là ngày Kỷ Mão, chúng ta có các khung giờ tốt sau. Chúng ta có Kỷ này, Đinh Kỷ thì lấy lộc tại Ngọ, vị trí giờ Ngọ sẽ là giờ tốt đầu tiên. Thứ hai là gì? Ất Kỷ thử Hậu Đương lấy Tý và Thân làm quý nhân. Chúng ta có hai giờ tốt tiếp theo. Mão và Tuất là nhị hợp. Chúng ta có giờ Tuất là giờ tốt thứ tư. Hợi Mão Mùi là tam hợp. Chúng ta có Hợi Mão Mùi đúng không ạ? Mùi, Hợi là giờ xấu tông dùng rồi. Như vậy là gì? Trong ngày 25 tháng 2 thì chúng ta có khung giờ tốt sau này. Đầu tiên là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Thứ hai là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Thứ ba là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Thứ tư là giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Thứ năm là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Thứ sáu là giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Thứ bảy là giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Đó là những khung giờ tốt trong ngày 25 tháng 2, tức là ngày Kỷ Mão. Thì quý vị hãy chọn cho mình một khung giờ phù hợp để cho quý vị thực hiện công việc cưới hỏi đoán dâu cho được gì thuận lợi bình an. Và cuối cùng ta xét đến ngày gì? Ngày 29 tháng 2, đó là ngày Quý Mùi. Ngày Quý Mùi. Ngày Quý Mùi thì nó khởi là gì? Ngày Quý Mùi nó khởi là giờ Nhâm Tý, đúng không? Thì giờ Tý đầu tiên nó là giờ trung bình Cát. Giờ Sửu là giờ xấu này. Giờ Dần và giờ Mão thì nó là giờ 2 giờ Cát. Dần và Mão là 2 giờ Cát. Giờ Thìn thì nó có Bạch Hổ, nhưng nó lại có Thiên Quan, nó là giờ Cát trung bình. Giờ Tỵ nó có Thiên Ất và Nhật Mã, nó giờ Cát. Giờ Ngọ. Giờ Ngọ, giờ Mùi, giờ Thân, nó là giờ Cát trung bình. Ngọ này, Mùi này, Thân này, giờ Cát trung bình này. Giờ Dậu là giờ xấu, cuối cùng là giờ Tốt, giờ Hợi, nó cũng là giờ Cát trung bình. Như vậy là gì? Trong cái ngày Quý Mùi, tức là ngày 29 tháng 2, chúng ta có các khung giờ tốt sau này. Chúng ta biết là Quý thì lấy lộc tại Tý, vị trí giờ Tý sẽ là giờ tốt đầu tiên. Nhâm Quý xà thố tàng, đúng không? Chúng ta lấy Tỵ và Mão là quý nhân. Tỵ và Mão là quý nhân. Chúng ta có Hợi Mão Mùi là tam hợp, đúng không? Mùi Hợi này là tam hợp. Đấy. Tiếp theo là gì? Chúng ta có Ngọ và Mùi là nhị hợp. Ngọ và Mùi nhị hợp. Đấy. Như vậy là gì? Trong ngày 29 tháng 2 chúng ta sẽ có các khung giờ tốt sau này. Giờ tốt đầu tiên là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Dần. Đấy, từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ năm là giờ Ngọ từ 11 đến 13 giờ. Và giờ tốt cuối cùng là giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Đó. Đó là những khung giờ tốt trong việc cưới hỏi trong cái tháng 2 âm lịch nhá. Trong việc đón dâu đấy. Ngày tốt trong việc đón dâu. Thì vừa rồi tôi đã sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư. Đó, Ngày Tốt Tuần Thư để tôi tìm ra những ngày tốt cho việc cưới hỏi. Đấy, cho việc cưới hỏi trong tháng 2 âm lịch. Thì quý vị có thể tham khảo thêm những ngày tốt trong quyển này nhé. Nó có tất cả các ngày tốt để cho quý vị lựa chọn.
Như vậy là thì tôi đã vừa giới thiệu xong cho quý vị và các bạn những ngày tốt để đoán dâu trong cái tháng 2 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.